Việt Hương bật khóc, mỗi em bộ đội phải bê 5 bao gạo to, thấy thương quá. Nhìn các em bộ đội phải bê 5 bao gạo to, tính phải 50 kg, vác liên tục trong đêm cho hết cái xe tải gạo này. Trời đang mưa lớn nhưng các em vẫn phải đội mưa để khuân gạo, những nghệ sĩ chia sẻ. Nghệ sĩ Việt Hương mới đây livestream quay lại cảnh vợ chồng chị cùng các chiến sĩ bộ đội vận chuyển 20 tấn gạo giữa đêm khuya mưa gió vào kho để hôm sau phát cho người dân. Nữ nghệ sĩ hướng về các chiến sĩ bộ đội xúc động nói: "Mọi người thấy đấy, toàn bộ các tráng sĩ này đang hỗ trợ tôi để bê 20 tấn gạo từ xe mạnh thường quân gửi đến để phát cho bà con, không có các bạn bộ đội. Tôi không biết phải xoay sở làm sao để khuân được 20 tấn gạo xuống, trời lại đang mưa. Tôi đứng nãy giờ rất nóng ruột vì sợ gạo dính nước, bị hỏng. Gạo dính nước mưa là mốc, gửi tới bà con lại tưởng tôi tặng gạo mốc. Không phải tôi tặng gạo mốc, do trời mưa lớn thế này, sợ ướt gạo. Xe chở 20 tấn gạo của mạnh thường quân từ Tiền Giang đã tới. 20 tấn gạo này sẽ nhập vào kho của tôi để đem phát cho bà con. Các bạn bộ đội hỗ trợ tôi đây, đang đứng chờ gạo cùng tôi. Thấy thương chưa? Chúng tôi phải khuân từng bao gạo qua con hẻm này vào tới trường mầm non phường 2, nơi tôi mượn được để làm kho chứa gạo. Chỗ gạo này là 20 tấn mà chúng tôi chỉ có mười mấy người để chuyển gạo. Tôi xin gửi lời cảm ơn tới mạnh thường quân đã tin tưởng uy tín của tôi để gửi tặng 20 tấn gạo. Tôi xin cảm tạ công đức của chị và nhận 20 tấn gạo này để trao tận tay người nghèo. Ở nhà tôi hiện đã để 10 tấn gạo, không còn chỗ chứa nữa nên tôi phải mượn trường mầm non phường 2 để chứa nhờ. 15 em chiến sĩ ở đây rất đẹp, đã tận tình giúp đỡ tôi. Các em bộ đội phải bê 20 tấn gạo, rất tội nghiệp, không biết đã ăn uống gì chưa. Nhìn các em bộ đội, mỗi đứa phải bê những 5 bao gạo to, ước tính phải 50 kg, vác liên tục trong đêm nay cho hết cái xe tải gạo này. Trời đang mưa lớn nhưng các em vẫn phải đội mưa để khuân gạo, khổ thân quá. Tôi làm tất cả công chuyện gì cũng phải nhờ Phương, chứ tôi cao có 1,5 m, nặng 46 kg, không bao giờ làm được, phải có sự giúp đỡ của các em. Không có mấy em sao tôi bê nổi 20 tấn gạo này. Nhìn mấy đứa nhỏ bê gạo thấy thương quá, tội nghiệp. Chứng kiến cảnh người lái xe chở gạo từ Tiền Giang ngồi trên vỉa hè giờ hộp cơm từ thiện ra tranh thủ ăn, Việt Hương không kìm được chảy nước mắt. Nhìn nó ăn cơm mà rớt nước mắt, một mình, em trai chở gạo từ Tiền Giang lên. Tôi hỏi, em có đói không? Chị sẽ đem cơm, nước, sữa cho em. Em nói, em không cần gì, em đã có cơm ăn rồi. Giờ nó xin được một hộp cơm từ thiện của người ta để ăn chứ giờ đâu có hàng quán nào mở, tội nghiệp quá. Tôi đã hỏi nó muốn ăn gì, cơm cá hay bánh sữa, để tôi nấu cho mà nó không ăn. Bảo không muốn làm phiền đến tôi nên tự động hết. Mùa dịch bệnh này, ai cũng giúp đỡ nhau, khiến tôi xúc động. Tính tôi mau nước mắt lắm, nữ nghệ sĩ nghẹn giọng nói.